Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo airdrop DinoSaur, một cái tựa game NFT. Thì để tham gia vào kèo airdrop lần này thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì chúng ta sẽ tiến hành mở Telegram lên. Các bạn nhấn vào nút Start để bắt đầu chat với bot. Trong kèo này thì chúng ta sẽ nhận được 8 cái đồng token Dino, một cái đồng token nằm trong cái tựa game này. Nó sẽ định giá tương đương với 10 đô. Và khi mà các bạn mời được bạn bè tham gia thì chúng ta sẽ nhận được thêm là cái đồng Dino này. Ok, thì đây các bạn sẽ nhấn vào nút tiếp là Join Airdrop. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ. Nhiệm vụ đây thì đầu tiên các bạn sẽ join vào kênh Telegram Group và Telegram Channel của cái dự án này. Đấy, thì đây hiện tại đây là một cái tựa game NFT nhá. Tí nữa cuối video mình sẽ review qua cho các bạn về cái giao diện của game. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow Twitter và retweet pinpost. Thì đây các bạn sẽ mở cái trang Twitter của cái dự án này ra. Sau khi mở ra trang Twitter thì chúng ta sẽ tiến hành follow trang Twitter của DinoSaur. Ở đây các bạn follow. Rồi sau đó lướt xuống ở phần phía dưới sẽ có một cái biểu tượng, một cái bài viết được ghim lên đầu trang. Thì các bạn sẽ thả tim. Sau đó chúng ta sẽ retweet về. Ở đây các bạn nhấn vào phần quote tweet. Sau đó các bạn gắn thẻ 3 bạn bè vào cho mình nhé. Mình sẽ lấy 3 bạn bè mà mình thường xuyên tác thẻ. Còn nếu bạn nào mà chưa follow kênh Twitter của mình thì các bạn có thể gõ cái username của mình trên cái phần search Twitter để chúng ta follow. Đấy, thì mình sẽ copy 3 bạn bè mình thường xuyên chia sẻ, mình dán vào phần này và nhấn vào Enter, nhấn vào phần tweet. Tiếp theo thì các bạn sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại với cái trang chatbot. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào nút Registration. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhập mã captcha. Thì đây nó sẽ cho các bạn một cái cụm từ tiếng Anh. Thì các bạn dịch nghĩa nó ra. Ví dụ như laptop thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái biểu tượng tương đương. Đấy, chúng ta kích vào. Tiếp theo là các bạn sẽ khai báo cái email của chúng ta. Thì các bạn có thể gõ cái email của các bạn vào đây. Tiếp theo là các bạn sẽ điền địa chỉ ví Binance Smart Chain vào cho mình. Thì với địa chỉ ví Binance Smart Chain các bạn có thể sử dụng ở trên ví metamask hoặc là ví Trust wallet đều được. Đấy, thì đây mình sẽ sử dụng ví coin ở ví meta. Lấy địa chỉ ví BEP20, chúng ta sao chép địa chỉ và dán vào và nhấn Enter. Đó, tiếp theo các bạn sẽ điền cái profile Twitter link, tức là cái link Twitter cá nhân của các bạn vào đây. Thì bây giờ mình sẽ vào trang Twitter cá nhân của mình vào phần profile. Vào này thì mình sẽ vào phần tweet và retweet. Sorry, ở đây mình sẽ vào cái phần profile cá nhân của chúng ta và các bạn sẽ copy cái địa chỉ, cái link Twitter cá nhân của các bạn trước và các bạn sẽ dán vào cái phần này, nhấn vào Enter. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn phải copy cái link retweet bằng cách chúng ta vào phần tweet và retweet. Phần này thì các bạn sẽ chọn cho mình cái bài mà chúng ta vừa retweet xuống ở đây. Ở đây các bạn sao chép cái bài này, sao chép cái đường link của cái bài mà chúng ta chia sẻ. Sau đó các bạn paste và nhấn Enter. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành các bạn đợi một lát thì nó sẽ hiện lên một cái đường link. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể copy cái đường link này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè chúng ta tham gia để các bạn có thể nhận thêm đồng token. Còn bây giờ thì mình sẽ review qua cho các bạn một số cái giao diện cũng như cách chơi của cái tựa game này. Đấy, thì đây chính là cái giao diện chính của tựa game. Đây là một tựa game lấy cái nội dung từ cuộc chiến của những con khủng long. Ok, thì trong nhiệm vụ để chơi được cái tựa game này thì các bạn sẽ cần sở hữu những cái trứng NFT và sau đó chúng ta sẽ mở được ra các cái con khủng long như thế này. Đó, và mỗi con khủng long này thì nó sẽ tương đương với một cái NFT. Các bạn có thể sử dụng nó để chiến đấu, để stake hay là các bạn có thể bán nó ở trên các cái marketplace của game. Thì để chơi trò chơi này thì người chơi sẽ sở hữu ở đây. Các bạn có thể thấy là người chơi có thể sở hữu là tối đa 5 nhân vật. 5 nhân vật này là để các bạn sẽ có thể là huấn luyện khủng long. Và sau đó chúng ta sẽ trang bị trang thiết bị này có 4 cấp. Thiết bị thường xuyên, thông thường, hiếm và huyền thoại. Đấy, thì đây là các cái trang bị để các bạn có thể là chúng ta trang bị cho cái con tổng của chúng ta. Ok, đá khủng long NFT. Người chơi có thể sử dụng cái đồng DNP để mua trứng khủng long để up khủng long. Hiện tại thì có 5 cấp độ khủng long. Thì 5 cấp độ khủng long ở đây. Ở đâu? Chúng ta sẽ cùng xem cấp độ của khủng long nhé. Đấy, thì các bạn sẽ nhập vai vào là các bạn là một người huấn luyện khủng long và các bạn sẽ sở hữu các con khủng long này và các bạn cho nó đi chiến đấu. Đấy, lớp SSS, lớp huyền thoại này. Đấy, thì sẽ có lớp khủng long có các cái hệ như là cổ đại này, huyền thoại này, rồi là hiếm này, rồi là phổ biến tức là thông thường, rồi là thông thường loại C. Đấy thì loại nếu mà mở được loại hiếm thì ngon nhất. Đấy, ở đây thì huyền thoại tức là loại SSS, tức là cái trứng mà có cấp độ cao nhất, có cái mức độ hiếm cao nhất, cũng như là nếu mà các bạn bán thì nó sẽ bán được giá cao, và cái phần phòng thủ tấn công các cái chỉ số nó đều mạnh hơn. Còn những cái con bình thường thì nó sẽ khác. Ở đây thì với đấu trường PVP thì trong chế độ này người chơi sẽ có hai lựa chọn, đó là chọn PVP với người chơi tương ứng, tức là các bạn có thể sử dụng các con khủng long của bạn chơi với những cái người chơi khác, hoặc là các bạn có thể sử dụng các khủng long để chúng ta đi chiến bot qua các cái ải đấu. Đấy, và các bạn sẽ nhận được cái đồng token nằm trong cái hệ sinh thái của DinoSaur. Đấy, và các bạn thông báo Dino này thì tổng cung của nó là 2 triệu. Đấy, tổng cung của con này rất thấp nhá, nên là cái tiềm năng của con này khá là cao đấy. Đấy, khi mà nó trả airdrop về thì tiềm năng của con này rất là cao, bởi vì tổng cung của nó rất ít này, các bạn có thể nhìn thấy chỉ có 2 triệu Dino. Trong đó thì 38,5% sẽ dùng mở private sale liquidity. Đấy, 10% sẽ dành cho foundation mở bán công khai, 10% sẽ dành cho platform development. Đấy, những người phát triển. 8% sẽ dành cho marketing, 2% dành cho airdrop và thưởng, 26,5% sẽ dành cho gaming và stake reward, tức là chúng ta có thể stake các cái con NFT của chúng ta vào để các bạn có thể nhận được đồng token, và 5% sẽ dành cho cái độ backer. Rồi, và có cái giai đoạn, có cái lộ trình roadmap rất là rõ ràng, các bạn có thể vào để chúng ta tham khảo và đọc qua thêm một số thông tin về dự án. Tất cả các cái thông tin về dự án như là contract, trang chủ game thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Nếu bạn nào có hứng thú về cái tựa game này thì các bạn có thể join vào hai kênh Telegram, chúng ta thường xuyên cập nhật thông tin để nắm bắt được các cái thông tin mới về game. Và video của mình kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.